Chào các bạn đã quay trở lại kênh Thủy Sau Răng nhá. Hôm nay là mùng 1 Tết Canh Tí. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe nhá. Đây, như vậy thấy số đầu tiên của năm sẽ không phải là những video đi đâu và như thế nào mà là một cơn mưa. Phải nói là mình 30 năm rồi, đây lần đầu tiên. Và bố mẹ mình thì 60 năm rồi, đây cũng lần đầu tiên mùng 1 mà lại mưa to như này. Hiện tại mình đang ở Nam Định, thành phố Nam Định, mưa to còn mất luôn cả điện, đi khủng luôn. Đây các bạn thấy cái nêu nhà mình này, thấy không? Nó nghiêng và nó quay 180 độ luôn. Đây sân nhà mình gặp lúm luôn. Đây là mùng 1 Tết là chỉ ở nhà luôn này. Quất, lan, cúc, đèn lồng, tất cả chuẩn bị cho Tết này. Và bây giờ đây, phải nói là năm nay có một cái gì đó rất là khác, bước vào kỷ nguyên mới nên nó khác 2020.